Rồi, hello, xin chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ nha. Rồi thì mọi người, bữa nay mình có một tiết mục mới mọi người. Đó, rồi, nãy giờ làm xù đầu luôn quý vị. Rồi, cho mọi người xem tiết mục mới của mình nha. Đó, mang dép ra ngoài kìa mọi người. Đó, mình hơi cảm nha mọi người, cái giọng mình khàn khàn hơi khó nghe nha. Đây, tiết mục mới của mình nó nằm ở đây nè mọi người. Đây mọi người, đó. Đây mọi người, đó thấy không, sáng mình đã chuẩn bị xong đó mọi người. Đó, bây giờ mình đi mình chặt thêm vài cái cây tre nữa nè. Đó, cái xuồng này mình sáng mình mượn của bác mình, mình có rửa sơ rồi nha mọi người. Đó, bây giờ mình đi chặt cái tre mình làm cái mui trên cho ngồi đừng có nắng nữa nha mọi người. Để coi mọi người xem tiết mục mình làm bữa nay là cái gì nha. Ok. Hơi nắng nha mọi người. Đó, giờ mình đi chặt vài cây tre nhỏ cái mình làm ở trên cái mui trên nữa là ok nha. À, lấy dài cái tre nhỏ thôi để mình dựng máy quay đó mọi người. Đó, bây giờ mình đi chặt tre nha mọi người. Thank you.
sớm làm gì vậy? Anh có chui đâu vậy? Có ông nó quánh cái má hú nè. Biết anh của hiểu không? Em hiểu không? Nào đây. Đưa góc đây, kéo để gãy uống. Trời trời khánh. Bơi bên này bơi xuống hướng dưới nha, không bơi vô trong ngọn nữa. Hướng ngoài, bởi vì mới làm cái máy che cho bà nè. Để chặt xong rồi quay cho mọi người xem nha. Có cái dù kìa, khỏi làm nữa. Bỏ đi, bỏ nhà trời đi, mình khổ quá à, làm cái nít là bự quá trời. Có dù rồi. Dọn đồ đi thôi mọi người à, có dù rồi. Quay cho cả nhà nghe, mình xong đó mọi người. Bây giờ chuẩn bị mình rời bến mọi người, để coi có gì thú vị quay cho mọi người xem nha. Giờ này mình lên đơn, mình bơi ra sông lớn mọi người, thả vào bờ giữa bơi sông. Bơi đi không? Dần cút đằng đây hả? Ừ. Bơi đi mọi người, bơi về nha. Quay em liếu cho người ta coi. Liếu luôn rồi. Liếu nhà tôi á, liếu người tôi đó. Thật ghê. Bông lục bình à, để anh hái bông lục bình tặng bà bầy. Bông này hơi nhỏ, dịch dễ chứ. Con kiếm bông đẹp đẹp. Cũng còn đẹp chứ bộ.
lòng bình trôi đến nơi thương trời. Mát quá, cái này mát quá. Trời ơi, làm chỗ này nằm giống còn gì nữa nữa. Em, còn gì nữa nói nha. Đó, người ta nằm đó. Giỏ này ta gọi là giỏ lãi nè. Đó, trước mặt đó. Giỏ gì đó. Rồi vô trong lục bình không nào đây. Giờ đừng nhớ. Ủa, mắc cái vỏ lãi có bơi qua được không? Ủa, mình đẩy vô. Bác hai. Đây. Chào bác. Đẩy ra. Đẩy xuồng mình. Bác hai, con Như. Con Như. Đụng cái máy kìa. Dạ con về hai bữa rồi. Chiều nay con đi rồi, con bơi xuồng cho nó biết nè. Dạ. Nó biết lội không? Tập lội luôn. Nó không biết lội rồi bác hai ơi. Vậy là ba ra phút ra xong rồi nhận xuồng nó. Con cũng đứng vậy đó. Ừ, lại chỗ đứng sao á. Thì chôm chôm hả? Chôm hái á, cái dữ dằn á. Mà không tới lực mình. Lực nhỏ mới gom hết. Nó hay nhìn không ra mình mê quá. Đi có dướng không? Trời ơi, văn cái giỏng này còn gì nấu. Nếu mà ướt giỏng rồi. Không cứu. Con giỏng đây gần nữa, sao đây nuôi dê nữa. Dạ nuôi dê rất là dạ nè. Dạ lớn rồi hả? Lớn cái gạch của cái gạch thôi. Còn lớn là sông lớn ngoài kia. Rồi tới cái gì dễ hả quỳ nha. Cảnh đẹp không? Vừa nước nhóc kìa. Quay gần gần. Bông gì nước lộ ha. Mấy cái góc này. Hello mọi người nghe, giờ này mình bơi cũng được nửa đửa đường rồi mọi người, mình kiếm chỗ nào mát mát cái mình tấp lại mình quay cho mọi người xem rồi mình ăn giặt rồi chơi hết mọi người. Lâu lâu Tết về quê ai đi thành thị thì thôi mình bơi ruộng ra đồng hết mọi người. Mà mọi người coi có sự bất công ở đây nè mọi người. Mình bơi gần chết luôn, phơi nắng gần chết luôn nè mọi người coi nắng nè. Rồi mọi người coi cameraman nè. Mọi người coi cameraman nè mọi người. Ác đạn không? Trời ơi ngồi ăn. Thôi giờ mình tay bơi tay quay chứ sao giờ. Ui. Ở đây vườn tược của người ta không mọi người. Với lại sông nè. Cây bằng nè. Ngày xưa là chỗ này mình bắt hến đồ nuôi vịt đồ nè mọi người. Lâu lắm rồi mới xuống tới đây á. Cái xuồng bán thầu nhóc.
mình tính làm cái máy vòm cho bà đỡ đỡ nắng, mà cái hồi nói mẹ mình có dù không, có dù thôi dẹp bỏ luôn, khóa tan luôn, nghĩ làm liều luôn. Giờ cầm dù sướng không, nhấp nhấp đờ, nhấp 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 đờ, ăn mẹ ai chưa rồi nhá. Rồi để mình bơi lẹ lẹ cho tới nơi nha mọi người, đừng có cá quay cho mọi người xem nha. Cây đậu ma nè, bông đẹp tím tím, cái trái với đậu. Ở đây ta trồng bằng nhiều ha, đặng nó không bị lỡ đất. À, chính là cái bình người ta làm cái gì nữa mà mất bằng hả? Ai biết là bình làm gì đâu, bữa thằng gì nó quay đó, là có thua bình người ta làm gì đó. À, mất bằng tụi bóp tụi bóp. Wow, ê chà, bông bình màu đỏ. Ăn muối không? Thôi ăn đi bạn ơi, ai cho được ăn, thèm khác gì mà ăn, ai cho đâu mà ăn. Làm việc đi, hồi tới tôi ăn bánh tét. Đây vườn mít khổng lồ, đây là vườn mít của anh Bảy Phúc. Bảy Phúc là em ruột của thím Tư, mà thím Tư là vợ của chú Tư. Cũng vòng vòng nè, đẹp chưa. Quá trời mít. Anh Bảy. Chào. Dạ. Anh. Bơi vòng vòng chơi. Bơi hả? Dạ. Hôm qua có cái mít không anh Bảy? Có. À. Được nhiều không? Có ảnh giường này chắc nhiều rồi. Nhiều lắm, chắc được tính nữa. Ảnh nhiều lắm. Nè cây cơm nguội này em có ăn thử à? Ánh nắng, trời ơi, tháng nắng dơ không à? Không. Lâu lâu mới có cái mới quay cho cái gì rồi. À, bờ tới đây mình thấy phát hiện có cây cơm nguội nè mọi người. Để mình hái review cho mọi người xem nha. Chính cái nhánh là bự bự. Đây 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 à, cây cơm nguội nó trắng trắng rồi mọi người. Cái thuộc nó nằm ngủ cũng được đó nè. Nè mọi người, trái nó trắng vậy nè, ăn nó ngọt ngọt. Sao gọi là cơm nguội? Không biết nữa, tên hay đói người ta gọi. Trắng giả trơn nhóc hết trơn luôn mà. Nói từ bên trong đó, rụng sát luôn. Quá cái trái luôn. Ui, rụng rụng rụng. Nè thấy không? Hái vô được rồi, hái chứ dữ vậy. Hái nhánh nữa nha mọi người. Đó. Cái người ta để cho đẹp cho thiên nhiên. Trái gì rồi, trái gì quên nè. Trái gì? Trái giá. Cái mấy? Trái này, coi nhìn. Bình bát. Ừ, có trái nào anh thử, không biết trái đó là có gì. Nếu bơi giờ giờ đi chẳng có. Tiếp tục đi thôi. Tới ngã ba rồi. Nào mình đi thôi, đi thôi. Mình đi đường này lạng hồi mình thấy nhà mình nè. Gần với cái chỗ mình là bùng binh vậy luôn hả? Không, bùng binh không được. Tại vì ngõ mình nó cùng, đâu có thông với sông đâu. Có người tuốt trái mà nhắn ngoài ăn được. Ừ, ở đây có làm cái cầu sắt rồi nè. Hồi đó toàn loại để hay núm loại rồi không? Trên chiếc xuồng bền bông trôi nằm sông. Được không ta?
với cô gánh nước đường xa. Đừng có nằm cái. Còn bao mà bao gánh nữa. Đi ngủ mà đôi nằm. Ở nhà nằm đi. Cây dứa nè, cây dứa nước. Để tôi mà ra gánh dùm dằn. Tan tính tình là tình tính tan. Mồm nước là mồm ngứa nè. Chạy vô đít bà cho nó ngứa như khỉ. Hay không có cái chấm màu tím ở giữa cái đúng, lá. Đúng, đúng. Mát quá. Khát chưa? Ngon hả? Chắc no cũng no rồi. Thôi à. Thôi ăn đi. Bông bằng đẹp quá. Xin bứt của cha chà. Ừ. Hai cảm ơn nha. Mời mọi người ăn bánh tráng với mình nha. Tráng ngọt. Ăn đi chứ. Để đứa ngồi không ăn. Đứa nước này là trái nha sao. Dưới nước này nó vậy đó. Có trái không? Còn dưới nước dai rồi mới có trái. Dưới nước dai như dưới biển này. Mũi bay đi. Mùi gì hướng lên đây là giờ hướng lên đây. Ờ, à, nguyên bộ cái mũi. Không có cái trái. Ủa. Nè, bên đây có trái nè. Đây có trái là dai nè. Nè, cây nó giống cây này nè mười. Mà có chỗ cái trái, chỗ không. Ta lấy cái bông chạy này ta làm chổi á. Ta vũ bông ra cái cọng á. Có cái mũi. À mà dục cái tải em bé vô mà cao hết xịt. Nước lên nữa. Giác. Rồi kiếm ô chim quay cho mọi người coi. Đoạn này ô chim nhiều lắm. Mà kiếm có ô nào. Thôi làm cái bữa sữa. Không buồn quá. Hái mặn hay gì ta. Không có đem tiền với mặn. Tại vườn sinh đó. Lấy danh chữ của cha con xin hai ba trái mặn. Xinh quá. Cho chăm nè. Trái cáo bự kìa. Trên đầu á. Ngay trên đầu nè. Đấy hả? Ừ. Bông nó ra cái lụng. Mặn quá trời. Wow. Mặn. Mọi người đây vườn mặn nè mọi người. Ta đang thu hoạch nè. Là chim quay quay quay. Bắp đừng bắp nữa kìa. Quá quá trình ăn uống quá. Ta chồng bánh cầu rồi nè. Vườn mà hôm qua nhóc kia đằng trên nhóc trái. Dạ. Mấy bánh cầu kìa. Có cầu con trái đó. Hay bự hơn này. Ta chùm lại đó. Ơi cô gánh nước đường xa. Còn bao mà bao gánh nữa. Quay đâu quay đúng quay em á. Ăn gì lắm dữ đi. Xin mời mọi người ăn trứng sữa nha. Trứng tím. Ước gì. Thôi mới liếm rồi ăn. Rồi mời mọi người ăn miếng trứng sữa cho mình nha. Bơi ngồi cũng được miếng ăn mọi người. Cảnh đẹp quá mọi người ha. Bên thì vừa nước, bên thì bằng. Trời này nó nghiêng ngã luôn. Giống cô bồi. Không ngọt lắm không? Không bằng vú sữa lầu gàng. Này vú sữa tím luôn. Hả?
bình nhỏ không à. Nè đâu phải rồi bạn. Hai trái hả? Muối ăn hả? Có muối. Có trái bằng luôn à. Bằng nhóc nè. Ăn thử cho bà bời nó biết nè. Cho bà bời biết ăn bằng sao. Giới con là gỡ thử không? Để thử thôi, đừng bắt luôn ta. Ai đâu bắt, bắt làm gì? À, mọi người bằng nè mọi người. À trời ơi, đó cũng trái bằng chính kìa. Trời ơi, nhưng mà chắc nó chìm quá hả? Đây bằng nè mọi người. Vô sọt vô ra là lấy trái rồi hái chi. Hai trái vô sọt. Rồi tiếp tục đi thôi. Lại coi trái bằng chính lụng rồi có nó có nổi không. Cái dừa đây cũng hư đọt rồi. Uống hết ngọt rồi. Cô có... chiều chiều kêu cha đạp chặt cây kia đi. Dao không có cái dao nào bén mà chặt. Trời ơi, chọn chành gỡ không giấu. Đồ bén không giấu chừng à. Lụm mà lụm có bằng nhảy không? Mình chín rụng. Hú hú hú. Lụm ngay đây nè. Chìm rồi. Kìa kìa kìa, nổi kìa. Nè nè nè. Đâu? Đây 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 đây. Đây trái bằng chín rụng nãy nè mọi người. Đây 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 nè. Thôi. Nó nhật. Bú hơn. Đây lượm được trái bằng rồi nè mọi người. Ẻn. Thơm rồi đó, nghe mùi thơm chưa? Thơm phức gì mà. Đó, cái nào đâu? Trái bên đây nè. Nó có mùi. Mùi thúi á. Thơm thơm. Thơm làm bọt đồng có xanh. Thơm thơm của bần chú thú quá trình. Quá trình. Yeah. Anh tưởng mình đi lạc. Dạ. Lâu lâu về đâu ai biết đâu. Hầu như sớm không ai biết mặt hết trơn. Làm họ gỗ cô không biết nhớ mặt nữa. Trong đó có cây cầu nữa kìa. Trên đất dòng mình trong dưa gan. Trên đất dòng mình trong khoai lang. Hỡi cô ganh nước đường xa. Còn bao là bao gánh nữa. Để anh mà ra gánh giùm. Đang tính tình này tính ta. Gì mưa. Mưa nước mưa nãy giờ. Nước ta mát chết nữa. Mát gì. Đây này là cây gì? Muối muối, muối cục, muối hột. À, tới giờ được rồi. Trời chỗ này mát quá ta. Bát xanh. Em có giống nữa kìa. Trời, mình có nên lại mượn cái chạy mình quay người ta. Mát rưỡi. Ha. Trời ơi. Mình người ta bỏ kìa. Dương mặn. Triển khai. Lên đây chơi. Thôi đừng có triển khai. Tìm được chỗ mát rồi mọi người. Lên đây mình ngồi mình ăn uống. Rồi. Đi được gút lát. Trời. Nước cái vô. Mà lắc mà đi mà lắc dữ cha cha. Đấy. Mặn lắm. Ha ha ha.
con lên trái trái ngồi. Ta đi xuồng á, không có miếng lắc nên ta đi xuồng. Chụp được dài, có hình được dài. Không biết được cái chi. Không biết cái gì. Cái con muối luôn. Ủa hồi nãy hỏi gì muối? Cái này có con muối luôn á. Có cái thịt. Nè mọi người, đây là cây cơm nguội nha mọi người. Đó hồi nãy mình hái á. Rồi đây ha, để quay cái cảnh này cho mọi người xem nó đẹp như thế nào nhé. Cảnh đồng lúa quê hương mọi người. Vô duyên. Đồng lúa quê hương mọi người. Đó. Xuồng thì mình đậu ở đây mọi người. Mình cột lên cái gốc mít nè. Đó, mít trái chín nè. Xẹt. Cầm cái dù thôi. Hiển. Rồi, đi tay trồng đậu rồi nữa nè. Đẹp ghê chưa. Cánh đồng bát ngát đây, nguyên vườn dừa mát rượi luôn nè. Cậu bà bơi phải làm gì nè mọi người. Kiếm dừa hả? Quá thì tan trộm. Tan trộm. Rồi mình tới nơi nha mọi người. À, mình đóng đồ ở đây mình ngồi mình ăn chơi ha. Rồi giờ mình xớt muối ra rồi mình dứt mình lụm nè. Sáng giờ lo lu bu chưa ăn sáng luôn nè. Biết lụm cái bần chín cái coi. Biết ăn cái bần là như thế nào. Ăn bần cái nó nào giờ có biết bần là gì chưa. Ăn vô cái bần luôn á. Thành thằng bần luôn á. Đó đây là trái cơm nguội nè mọi người. Ai chưa biết trái cơm nguội không? Đó, dọc theo mấy sông nó mọc nhiều lắm mọi người. Cái trái này nó trắng trắng, nó mọng nước lắm. Mình ăn được. Lấy cái trái. Mình đem theo lương thật nhiều lắm. Ủa nó mềm dữ à? Ừ, chín mà. Ai đâu biết đâu, hồi nào biết trái mận bệnh sao đâu. Đúng với mềm. Có đem nước rồi theo nữa mọi người. Vậy, chậm dái. Chậm dái. Hả? Nè mọi người, trái bằng chín nãy mình hái trái bằng sống nè mọi người. Mình hái bên kia sông á, mình nghe bên đây rất cái tấm mà bên đây bằng nhiều lắm. Ta trồng hai bên sông cũng bằng nhiều lắm. Nghe rất cái tấm mình sợ nó chìm không ăn mà bơi lại không có chìm. Thơm quá trời thơm. Vô. Xin mời mọi người ăn bần nha. Mời mọi người ăn bần nha. Ăn trái bần nhưng mà danh ngăn cách mình đừng có bần nha mọi người. Chua lắm. Cảm ơn tức mà. Ôi giời ơi, chua dễ à. Hú. Hú. Cái hột ăn luôn hả? Ăn hết. Léo léo. Chua quả đạn luôn mọi người. Vô cái này. Ít hết rồi, trời cắn như mình tham lam vậy. Trời thơm thơm. Thơm chua. Chua này không phải có chua của me nữa. Chua kiểu sao sao. À, thấy nhà mình không? Đó. Nhà nó căng sát á. Coi chuối á. Đây là chỗ hôm bữa mình đi tới nè. Nó có đường giao đó. Đi vòng vô đó là tới nhà mình đó. Hột rồi sáp. Mà nó thơm lắm mọi người. Hột hơi cứng nè. Anh vô cho mọc cây trong bụng luôn. Mọc đầu nè, cái mai mốt có trái bằng á, mình hái xuống ăn, tới bơi. Bần đầu. Đây dừng mặn nhiều lắm mọi người. Hồi nãy mấy trái mặn mà thúi thúi úng đầu á, cái người ta bỏ anh bờ rồi. Cái mình mới lụm. Giờ vô mùa mặn rồi nè, cũng còn ngon, bên cũng còn ngon lắm bộ. Mổ ra là con dồi. Ừ, con dồi chà bá rồi. Bự bằng cái bắp tay. Miếng cuối cùng. Ăn hết rồi hả? Nó còn. Ghê bánh nè.
gõ ra ăn chắc nấm đây nè, mướn đất đi lên nè. Lúa tốt quá ha. Ăn củ lùng ấy mọi người, củ lùng hôm qua mình đào nè mọi người. Củ cao. Này mà đất nhiều quá ấy luôn á. Cát. Nó dài thằng lòn luôn ha. Cái nói vậy? Đang nói củ lùng. Đang nói chuyện cái lúa. Này đất mà nhiều ha, trời ơi, thuê máy bay đi cặt lúa luôn. Cái trò bên kia cây mọc mát rẻ ra. Thôi đâu? Đó. Cái trò nhỏ xíu á. Cho mọi người coi phong cảnh đó phía sau của mình nè. Đó mọi người, đó phong cảnh đó, phong cảnh phía sau nè. Ở xa xa trong đây là nhà của mình phía trong đây nè mọi người. Và mình phải bơi vòng một cái dòng sông nè, bơi khoảnh đánh một vòng xa thiệt là xa. Ở đây là gọi là tròi á, ở chỗ em hả, cái đó như cái nhà cầu tiêu vậy. Này, mời mọi người tiếp theo nha, ăn miếng rau câu mọi người à. Vô nè. Trong con dừa. Mát quá. Có gió nè. Có gió rồi đó. Đi này ăn hơi tùm lum tà la, bụng phải tốt. Mình yếu yếu là ăn như là ra cục tổm hoài luôn. Xanh. Xa xa ra đủ nước. Đủ nước nhóc rồi. Trăm tủ. Xin mời mọi người một chum. Mời tất cả mọi người vô. Ngồi đau cái đít quá. Đã. Nghe mít thơm không? Tên gì tiếp rồi? Ăn bánh tét đây. Chẳng nhớ hương vị của bằng á. Đòn bánh tét đâu? Lột ra đứa cắn miếng. Cắt ra. Hương vị của bằng nó thơm thơm mọi người, không quên được. Chua chua mà nó thơm. Chua, nhưng mà bị chua nhiều. Ừ. Có hương thơm độc quyền nha. Nhé rồi. Lên móc hả? Đi lâu ngày quá hay gì? Mới ba bữa à? Bỏ phút này nha. Hột bằng. Khách không gì cái chân ra cái hồi nó có đuôi heo chứ. Xin mời. Xin mời. Chà. Cũng nước lọc không mà cũng ta nó chảy nhựa ta. Ăn thử vô đi ha. Còn thơm. Vô. Lá vàng nhánh ha. Xin mời mọi người ăn bánh tét chuối. Đúng không? Đúng rồi. Mời mọi người dùng bánh tét chuối. Trời ơi, ăn nhìn ra bát ốc. Bát ốc hay bát tư ruộng bên đó. Ừ.
lâu lâu người ta về thấy mình bơi xuồng đi nhông nhông mà người ta nhìn quá trời. Nãy có anh tưởng là mình đi lạc luôn rồi. Có cái dừa trong đây nữa, có dừa nữa. Thôi coi ổng đáy bậy, ổng đáy bậy nên ổng nhìn nữa. Không phải. Ngon quá. Đáy bậy gì? Đáy giường nhà người ta. Ừ, nắng lên rồi nha. Nhắc sao hút cây. Ờ, mọi người ơi, giờ nước cũng gồng rồi mọi người. Thôi mình tranh thủ mình đi về ha. Đó, thì ăn uống nãy kia cũng no say mọi người. Đó, thì chiều nay mình cũng thu dọn mình rời xa quê của mình nữa mọi người. Mình đi cày tiếp rồi. Thì mình về quê được lúc nào thì mình quay những video cánh đồng của người quê, chia sẻ những cái thứ vui ở quê vậy đó mọi người, cho mọi người xem. Rồi, xin tạm biệt mọi người nha. Rồi, tạm biệt tất cả mọi người.